Bắc lắm mọi người. Nghe tiếng máy phê luôn. Xe này là được cua nhiều nha anh em. Xe này là có đẩy được cua nhiều. Nói chung là xe rất là còn đẹp. Đấy, quay cho anh em tham khảo xe này nhá. Xe này là muốn bán lại cho anh em, sang nhượng lại cho anh em. Anh em nào mà nhu cầu muốn mua xe để về làm, hoặc là muốn mua xe có nhu cầu riêng của anh em có thể liên hệ gara bên mình nhá. Liên hệ số điện thoại mình sẽ để đường link ở trên. Nay xe mình sẽ tư vấn cho anh em, tại vì xe này của anh em trong buôn. Nói chung là anh em cũng có việc nên muốn thành lý mua sang nhượng lại xe này cho anh em. Tại vì xe này là nói chung là bộ phận nó cũng là chắc chắn và bảo đảm chất lượng hết rồi. Nói chung là mới cái là anh em mua về là xài thôi, không có gì mà phải lo sửa chữa gì nữa. Tại vì xe còn nguyên vẹn, nói chung là còn mọi thứ còn chạy ok nha. Tuy là xe cũ nha anh em, nhưng mà mọi thứ còn chạy ok hết. Đấy. Nay mình quay cho anh em. Xe này được đặc biệt là phiên bản trước nhá, phiên bản năm ngoái nha anh em. Làm chữ A dập, chữ A vẫn là chữ A kiểu thanh ngang, nhưng mà nó là ốp đôi rồi. Ốp sắp dập rồi nha mọi người nhá. Ốp dập này là dày 8 ly luôn. Đấy. Còn xe này là vô lăng có đẩy nha anh em. Mình để mình tư vấn cho anh từng chi tiết luôn. Vô lăng có đẩy, xe thang hơi, hai lốc kê luôn. Cầu 2,5 tấn, cầu ECU có tả nha. Hộp số 5 cấp, hộp số của Long. Có trang bị còi đồ chơi cho anh em luôn, còi hơi, còi đôi nha anh em. Đấy. Còn về sắt, mọi thứ là còn chắc chắn nha. Đây anh em, xe này là có chữ Y luôn. Sắt dày 6 ly nhá. Thành này dày 6 ly. Này còn dày chắc chắn, tại vì xe này là cũng đi làm và cũng hay chở nông sản cho bên đại lý nha anh em. Tại vì nói chung là xe còn chở rất là khỏe nha anh em. Tại vì mình cũng không biết được, tại vì hỏi anh chủ xe, anh nói là anh chở 7-8 tấn là xe chạy cũng bình thường, không thấy gì mà khó khăn hoặc là đuối xe hết. Xe chạy bình thường 7-8 tấn nha. Đó. Xe thang hơi luôn. Đây là bàn đặt thang hơi. Ga. Đây là E. E này là bỏ rồi, xài E giật tay. Đấy. Thang hơi lock kê đầy đủ. Hộp lai cũng là hộp lai bên mình. Ắc này là xài ắc lớn nha, 105 nha anh em. Xe có đẩy thang hơi 105. Tời là tời bụng, tời hàng chung nha, chưa phải tời lớn nha anh em. Tời là tời hàng chung. Kéo cấp 12 hoặc cấp 14 anh em kéo được 70m cấp. Còn nếu mà cấp 12 có thể 80-100m nha. Tại vì độ rộng của Sochi là bên mình làm rất là rộng. Nhưng mà cái dĩa với lại tời nó là làm tời rin, nhưng mà nó hàng chung nha, chưa phải hàng lớn nha anh em. Đấy. Tời rin hàng chung nha. Đây. Chạy còn rất là ok nha. Xe này là bữa anh em chủ xe nói là xe này lôi được xe container mắc lầy bình thường. Bộ tời này lôi được container mắc lầy bình thường là mình biết rồi. Tời nó cũng chắc chắn rồi anh em nha. Đây, máy này là cũng chủ xe cũng mới thay cách đây 2-3 tháng gì đó. Máy 36 chân trai. Nói chung là anh em mà mua chân trai 36 là biết rồi. Tại vì giá thành nó hơi cao. Còn xe này là bên mình sang nhường lại cho anh em 120 nha anh em. 120 triệu. Còn nếu mà anh em đóng mới là xe như này là rơi tầm 155 nha anh em. Tại vì đồ nó chắc chắn. Còn nếu mà đóng bình thường là nó 130-140 gì đó. Đóng mới nha anh em. Còn đóng mới là nó không bằng cái xe cũ. Vì mới là vật tư bữa nay nó hàng chung hơn so với hàng đời trước nha. Hàng đời trước là nó chất lượng hơn. Đấy. Còn cũng tùy theo anh em thử gara làm thôi. Nói chung là mình cũng tư vấn như vậy. Đây, máy. Đây là máy gần. Ê. Gần. Gần ơi. Ok anh. Để thử mở.
Từ từ nhá anh em, để ống đê nó mạnh là để cho anh để cái máy này xong là mình cho mọi người nghe nhá, để thử nhá. Đóng tóc một một tuyệt đối anh nhỉ. À, chơi luôn, cho đóng tóc và một một tuyệt đối luôn để anh em tham khảo xem xe nhá. Máy rất là bắc nha. Đây là dê nha, tóc tuyệt đối luôn á. Tăng nhanh nha, tăng nhanh nha, chơi tăng nhanh luôn đi. Một đây, đây là thử nó tóc nha, thử em nha nè. Đây, ok, hai đi. Vừa tốt, rất là dễ dàng nha anh em. Đây hai nè, đây hai nha anh em. Nói chung là nhẹ nhàng đấy. Rồi ok, vui đi. Rồi xe còn nóng tóc coi đi. Ra nó bằng à. Đi là chắc bằng à. À có coi đôi lên nha em. Chắc bằng à. Chơi cho anh em luôn, cài đôi nhá, có được lay xịn luôn nè mọi người. Đấy. Cái đó nó hay lợi mà máy này anh em rất là thích nha, máy này rất là êm luôn đấy mọi người, máy guarantee rất là êm, nhẹ nhàng đấy. Nhẹ nhàng guarantee nha, khi mà manh càng nó nghe tiếng nó rất là bọc. Chắc bằng ạ. À.